Chào các bạn, hôm nay blog 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn đăng và chia sẻ bài viết lên trên tường và nhóm Facebook mà mình đã tham gia bằng phần mềm Applet có sử dụng máy ảo Nook. Phần đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào trong tab sử dụng máy ảo. Trong tab sử dụng máy ảo này, các bạn click vào mục quản lý tài khoản để có thể thêm các tài khoản Facebook mà bạn sẽ sử dụng để tham gia vào quá trình đăng và chia sẻ bài lên nhóm và tường Facebook. Có hai cách để bạn có thể thêm tài khoản. Cách đầu tiên, bạn có thể thêm từng tài khoản của mình bằng cách nhập tài khoản và mật khẩu vào trong ngôi trống tài khoản và mật khẩu. Và cách thứ hai, bạn có thể thêm cùng lúc nhiều tài khoản Facebook bằng cách nhập mỗi dòng một định dạng user dọc đường path. Ví dụ ở đây mình có một tài khoản Facebook. Click thêm. Như vậy là tài khoản Facebook của mình đã được thêm vào trong danh sách ở phía dưới. Sau khi đã thêm thành công tài khoản Facebook của mình, các bạn quay lại tab đăng và chia sẻ bài lên trên nhóm. Đầu tiên, các bạn đi lựa chọn các tài khoản Facebook sẽ tham gia vào quá trình đăng và chia sẻ này. Bạn click vào ô tất cả, thì trong danh sách ở phía dưới sẽ hiện ra tất cả các tài khoản Facebook mà bạn đã thêm ở trong mục quản lý tài khoản. Hoặc cách thứ hai, bạn có thể chọn các tài khoản mà bạn muốn tham gia vào quá trình đăng và chia sẻ này bằng cách click vào trong ô chọn tài khoản. Chọn tài khoản Facebook mà bạn muốn, click chọn. Như vậy là bạn đã đưa ra ngoài thành công tài khoản Facebook mà bạn sẽ sử dụng để có thể tham gia quá trình đăng và chia sẻ bài lên nhóm và tường. Tiếp theo thì các bạn đi thiết lập thông tin để có thể đăng và chia sẻ bài viết lên trên nhóm Facebook sử dụng máy ảo Nook. Đầu tiên, bạn có thể tích chọn để đăng bài và chia sẻ bài viết lên trên tường Facebook cá nhân của mình. Hoặc cách thứ hai thì bạn có thể tích chọn để đăng bài lên trên các nhóm mà bạn đã tham gia. Bạn nhập nội dung của bài viết mà bạn muốn đăng hay là chia sẻ. Và bạn có thể thêm ký tự W để ra doom nội dung khi mà mình đăng và chia sẻ. Tiếp theo, để có thể chia sẻ bài viết, bạn tích vào mục link bài viết hoặc là livestream Facebook mà các bạn muốn chia sẻ. Và các bạn chú ý là dạng link này phải để ở dưới dạng video hoặc là dạng post thì các bạn mới có thể tiến hành chia sẻ được. Ví dụ ở đây mình có một bài viết. Các bạn click vào, nhấn chuột vào mục bình luận thì nó sẽ hiện ra link dưới dạng post. Các bạn sao chép tới ID. Dán. Đây chính là link bài viết mà mình muốn chia sẻ. Hoặc các bạn có thể đăng giả lập ảnh và status. Nếu bạn muốn đăng ảnh, bạn tích vào mục đăng nhiều ảnh, nhấn chọn nhiều ảnh để chọn và tạo ảnh mà các bạn muốn đăng lên trên phần mềm. Nếu bạn muốn đăng status, bạn tích vào mục đăng status và nhập nội dung status vào trong mục nội dung bài viết. Nếu bạn muốn đăng ra đúp ảnh ở trong một folder, bạn tích vào mục ra đúp ảnh trong một folder, chọn số lượng ảnh mà bạn muốn đăng, tích chọn folder ảnh để tải và chọn folder ảnh mà bạn muốn đăng lên trên Applet. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chia sẻ bài viết này lên trên tường cá nhân của mình. Số tài khoản muốn chạy song song thì các bạn nên để là 4. Và nếu bạn đăng và chia sẻ từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì các bạn nên sử dụng DCOM. Tích vào mục Reset DCOM để có thể đăng và chia sẻ liên tục đổi IP bằng DCOM, tránh tình trạng checkpoint bị khóa tài khoản Facebook của mình. Thời gian delay thì các bạn nên để từ 200 đến 300 giây. Sau khi đã hoàn tất cái thiết lập trên, bạn click vào ô bắt đầu để có thể lưu lại các thiết lập trên và bắt đầu đăng chia sẻ bài viết lên trên tường và nhóm của mình thông qua máy ảo Nook ở trên phần mềm Applet. Đang tiến hành bật máy ảo. Đây chính là tài khoản Facebook của mình vừa được login thành công vào trong app Facebook ở trên Nook. Nook đã mở ra bài viết mà mình vừa thêm thành công và đang tiến hành chia sẻ lên trên tường cá nhân của mình. Nội dung được chia sẻ theo đúng thiết lập. Đã chia sẻ thành công post. Các bạn có thể kiểm tra like ở trên tài khoản Facebook cá nhân của mình. Đây chính là bài viết mà mình vừa chia sẻ thành công lên trên tường cá nhân của mình. Bằng việc sử dụng máy Nook và phần mềm Applet thì các bạn có thể đăng và chia sẻ nhiều bài viết hay là đăng ảnh status mà bạn muốn lên nhiều nhóm
tránh tình trạng bị spam hay bị khóa tài khoản Facebook của mình.